Vâng, Kim Thanh xin được mến chào các khán thính giả của kênh 8 Sài Gòn. Ngày hôm nay thì góc âm nhạc 8 Music quay lại cùng với chúng ta, nhưng mà không phải giữa Kim Thanh và Châu Đăng Khoa nữa, mà là Kim Thanh và Diệu Minh, cũng là một người đồng nghiệp rất là thân thuộc với Kim Thanh trong công việc hàng ngày. Và với số này thì chúng tôi sẽ điểm qua 3 ca khúc, đó là ca khúc Người Thứ Ba do Khả Linh sáng tác và thể hiện, ca khúc Mời Anh Vào Tim Em do Chi Pu thể hiện, và ca khúc Bức Tranh Tình Nhân do Đan Trường thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cảm nhận xung quanh ca khúc Người Thứ Ba nhé. Mình sẽ giới thiệu một chút về Khả Linh để cho mọi người dễ hình dung ha. Khả Linh là cô gái đã tham gia Sing My Song mùa 2018 vừa rồi, là học trò của Lưu Thiên Hương và là người đã từng được mọi người biết đến với bài hát Nâng Được Thì Buông Được. Đúng rồi. Khả Linh á, hồi Sing My Song thì Kim Thanh cũng có xem một vài clip. Xong rồi khi mà có biết cái bài này á, thì bắt đầu click lại để xem những clip cũ mà thể hiện trong Sing My Song, thì thấy là khá là nội lực và cái phần sáng tác của Khả Linh so với mặt bằng sáng tác hiện giờ thì cũng không tệ. Chỉ có điều nếu mà theo cái tiêu chí của Sing My Song là những bài hát độc lạ hay cái gu mà nó hơi đặc biệt chút xíu thì không phải là cái kiểu của cô này. Cô này vẫn là pop ballad dễ nghe. Và giọng hát thì Kim Thanh thấy vẫn có nội lực ở mức khá, nhưng mà để gọi là bật lên trên thị trường âm nhạc thì hơi khó, tại vì kiểu này cũng nhiều đúng không Minh? Mình thì không muốn là ngay cái bài đầu tiên thì mình đã có những cái nhận xét nó không có được quá tích cực. Nhưng mà không biết làm sao, trong giai đoạn này em nói về mặt riêng cá nhân mình á, thì mình không muốn nghe những bài hát nhạc như dạng như vậy nữa. Đã nhiều quá rồi. Đúng rồi, kể cả cái cách đặt cái thông điệp, rồi kể cả cái cao trào của bài hát, cái cấu trúc của bài hát và cái cách để dẫn lên những cái nốt cao nhất, mình thấy nó không có một cái gì đó mới mẻ hết trơn. Chị thì nghĩ là Khả Linh làm theo cái kiểu này, tức là có cái lý do của mình, tức là Khả Linh đang đi theo trend á. Là trend mọi người bây giờ phải là Người Thứ Ba hay là Ngôn Tình hay là cái kiểu như là Hương Giang Idol giờ là cũng ra cái kiểu như vậy đó. Tức là mọi người thấy các bạn trẻ là thích nghe kiểu đó thì sẽ là sáng tác theo kiểu đó, với cái kiểu giai điệu như vậy là nó sẽ bắt trend. Vì em không muốn là Người Thứ Ba, một cái câu mà để cho người ta có thể nói đi nói lại rồi viết status rồi chẳng hạn. Chứ mà cái phần âm nhạc của Khả Linh ở trong Sing My Song thì Kim Thanh thấy là nó chất hơn cái bài này. Nhưng mà rõ ràng là khi mà thị trường nó có quá nhiều cái sản phẩm na ná nhau rồi thì cái bản này nó hit hay không thì nó cũng là một cái vấn đề. Cái MV lyrics đó là ra trước đó thì có cái view rất là tốt, nhưng mà cái phần MV mới vừa tung ra thì lại không ổn lắm. Rõ ràng mình thấy một cái khắc nghiệt của thị trường năm nay, một cái sự khắc nghiệt hơn hẳn so với các năm trước, đó là khi mà các sản phẩm được đầu tư quá mạnh tay và bây giờ thì một MV tiền tỷ là chuyện trở thành bình thường. Đúng. Thì với những gương mặt như Khả Linh như thế này, nếu mà mình chỉ cần cách đây khoảng 3 năm thôi thì đây là một cái sản phẩm mình được xem là tốt. Thì bây giờ nó là một cái sản phẩm không thể nào địch lại được so với các cái bom tấn MV khác. Tại vì bây giờ người ta nghe nhạc là một phần và gọi là xem luôn là một cái phần quan trọng khác. Mà cái MV kiểu như vậy thì nó lại không có thiếu nữa, rất là nhiều rồi. Chúng ta đến với ca khúc thứ hai vừa ra mắt và cũng gây sóng gió cộng đồng mạng, mọi người share rất là nhiều, chủ yếu là về cái mặt MV. Ca khúc Mời Anh Vào Tim Em, một sáng tác của Đạt Si với sự thể hiện của Chi Pu. Kim Thanh cũng nói thêm cái team này là nó chơi chữ một chút xíu, là cái team là team tiếng Anh, là đội của em á, mời anh vào đội của em, nhưng mà nó phát âm giống là team em, là trái tim của tiếng Việt. Cái ngụ ý của Chi Pu trong cả hai bài này. Dù mình nghĩ là còn có một cái ngụ ý nữa. Nhưng mà chúng ta không manh động. Cái đó cũng hiểu nhưng mà không nên nói. Dạ. Thì phải nói rằng là Chi Pu không biết là như thế nào nhỉ. Mình nghĩ là cô ấy cố tình muốn tạo sóng gió. Hơn 6 tháng rồi không có một cái sản phẩm âm nhạc nào. Mà trong khi á, cái lần mà debut trước đó của Chi Pu với những cái sản phẩm trước đó về cái mặt mà giọng hát á, thì không bàn cãi là Chi Pu vẫn cần phải nỗ lực rất là nhiều. Nhưng mà về mặt MV và về hình ảnh á, thì luôn tạo trend. Cho nên đó cũng là một cái áp lực cho Chi Pu khi mà quyết định trở lại lần này. Và đây là Chi Pu đang cố tình muốn làm như vậy để mọi người chú ý. Em không biết là mình có cảm thấy là bị già cỗi hay không, nhưng mà ví dụ như nếu mà bị mọi người phản ứng về mặt giọng hát thì mình nên
cố gắng nỗ lực để cho mọi người thấy rằng là giọng hát của tôi đang tiến bộ từng ngày. Không nhất định là phải hát ballad, vẫn có thể là những bài hát dễ nghe dễ thuộc, nhưng mà những cái sản phẩm sau nó không có bị vấn đề về giọng hát nhiều hơn. Là đó đã là một sự nỗ lực rồi. Người ta khi mà càng phải đối diện với nhiều những cái nhận định mà nó hơi tiêu cực về mình á, thì thường xu hướng mình nên làm cho mọi người thấy rằng là mình không phải như vậy. Nhưng mà đằng này thì với cái sản phẩm này, Chibu lại tiếp tục tạo nên sóng gió. Thì mình không biết là bởi vì cổ trẻ tư duy 9X thì nó khác mình, nên cho rằng là những cái cảnh nóng, những cái cảnh táo bạo trong MV này không là gì so với quốc tế chẳng hạn. Hay là bởi vì biết rằng là nó là gì nhưng mà để gây được chú ý thì bất chấp. Chị thì nghĩ cả hai yếu tố luôn. Ừ. Tức là Chibu khi mà quyết định trở lại thì muốn là phải tạo sóng gió hoặc là tạo cái điểm hot cho người ta chú ý tới sản phẩm của mình. Và cái đề tài đó là một trong những cái vấn đề là chưa bao giờ cũ từ xưa đến giờ, cho nên là Chibu quyết định. Và chưa kể là Chibu rất đẹp mà Minh, mà lại đang tuổi thanh xuân nữa. Nhưng mà đẹp hay thanh xuân thì nó có rất là nhiều giới hạn khoe cái sự đẹp mà không cần phải phản cảm. Bây giờ nha, thậm chí là em thấy là một số các cái trang báo chính thống cũng đặt vấn đề về sự phản cảm này, chứ không phải chỉ là một vài những cái ý kiến cá nhân nữa. Thì cái đó là cái mà mình nên xem lại. Và nếu như mà muốn đi theo con đường này á, thì thật sự mà nói luôn là Chibu khó có thể nào trở thành sao lớn được lắm. Chị thì nghĩ là Chibu không đặt nặng cái vấn đề trở thành sao lớn trong thị trường âm nhạc, mà muốn trở thành một nghệ sĩ giải trí được người ta biết đến nhiều hơn. Đó là cái đường đi cho mình thấy như vậy. Và mặc dù Châu Đăng Khoa vẫn rất là khen Chibu đang nỗ lực từng ngày để học thanh nhạc đó, nhưng mà nghe qua thì chưa thấy có sự thay đổi gì lắm trong cái phần hát ở trong cái MV này. Mà nếu mà xét về cái MV này với lại cái bài hát thì chị thấy có một cái độ trên khá là rõ rệt. Tức là cái MV á, mình dẹp đến cái chuyện là nó có sốc hay không, nó có nóng hay không, thì nó là một cái MV được đầu tư rất là hoành tráng, chỉnh chu, tốn công tốn sức nhiều, tiền rất nhiều, có concept rất rõ ràng như một bộ phim điện ảnh. Nhưng mà cái bài hát thì nó hơi trôi tuột á. Chưa kể đến cái giọng hát đi, thì cái bài nó cũng không có đủ hấp dẫn nữa. Đúng rồi. Về mặt âm nhạc thì không có gì để bàn rồi đó. Ít ra là thì nó còn tạo trend được. Còn bài này rất là khó luôn. Bài đó là Hàn Quốc làm nha. Là Hàn Quốc làm đó nha. Và thậm chí cái bài sau này của Chibu là gì à? Anh xin lỗi em đi đó. Em sai rồi anh xin lỗi em đi. Em sai rồi anh xin lỗi em đi. Cái bài đó cũng không hay, nhưng mà vẫn tạo trend được. Đúng rồi. Nhưng mà bài này khó nha, thật sự là khó. Cái giai điệu của nó rất là bình thường. Và Châu Đăng Khoa cũng nói là Đạt Di là nếu mà không có tạo cho mình những cái khoảng lặng á, để có thể là bồi dưỡng thêm về cái phần chuyên môn, mà cứ bào sức như thế này thì sẽ khó lòng mà quay được trở về như hồi trước nữa. Nhưng mà có một cái yếu tố mà chị thấy khá là đáng chú ý trong cái MV này là Minh biết gì không? Tức là với bạn Dennis Đặng á, là từ trước giờ bạn làm rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà chị không có để ý cho tới khi mà cái MV của Nguyễn Trần Trung Quân tung ra thì mình bắt đầu mới thấy tag tên, và mình mới click vô cái profile bạn này và mình quan sát bạn này nhiều hơn, thì hóa ra là bạn này làm rất là nhiều. Và cái gu của bạn hồi nào cũng hơi tây tây một chút xíu và hơi hoàng gia một chút xíu theo cái kiểu mà châu Âu đó. Cho nên là những cái sản phẩm đa phần là như vậy. Và cái phần, nói thẳng là cái phần concept về hình ảnh ở trong cái MV của Chibu cũng đẹp mà, đúng không Minh? Đẹp đẹp. Nhưng mà nếu như chỉ khai thác lòng vòng cái này thôi thì Dennis Đặng có thể sẽ tự đưa mình vào ngõ cụt. Chính xác. Ca khúc thứ 3, Bức tranh tình nhân, một sáng tác của Quốc Cường với sự thể hiện của ca sĩ Đan Trường. Sao lại cười? Lúc mà đưa bài hát này vào trong cái list thực đơn âm nhạc ngày hôm nay thì chị Kim Thanh có nói là cảm thấy giống như là trên một cái bàn ăn mà hôm nay mình đang đi dự tiệc Tây thì sẽ lọt một cái món Việt Nam vào, có đúng không? Thật ra là thấy hơi tội cho anh Bo là anh hơi lạc lõng trong cái danh sách ngày hôm nay. Tức là về cái tên á, là anh cũng là một cái thế hệ hoàn toàn khác với những bạn hiện tại. Cái thứ hai là về âm nhạc nó cũng khác hẳn luôn. Một cái style hoàn toàn khác. Và cái cách tung bài hát của anh Bo nó cũng theo đúng như cái thời của làn sóng xanh luôn á Minh. Tức là các bạn có một bạn PR nào đó gửi thông tin, hoặc ít ra là tự ca sĩ đó sẽ gửi thông tin cho báo chí để người ta nắm được cái thần thái cái sản phẩm này là như thế nào, concept ra
sao, sáng tác ra sao, tốn tiền kiểu gì, thì ảnh là cứ tự động là đẩy nhạc lên thôi, chứ ảnh không có cái gì cho ai luôn. Kim Thanh rõ ràng Google rất là kỹ mà không có cái thông tin nào ngoại trừ cái bản audio trên các trang nhạc trực tuyến. Mà thấy anh Trường đầu tư hẳn cả một bộ áo cổ trang làm em cứ tưởng đâu là quay MV cổ trang nữa chứ. Anh Bo đó, anh rất là thích mặc đồ cổ trang luôn. Từ xưa giờ tính ra là các sản phẩm âm nhạc của ảnh mà liên quan đến cổ trang rất nhiều. Giống như cái kiểu này là ngày xưa rất là ăn cùng với một số sản phẩm đơn lẻ và một số sản phẩm hát cùng với chị Cẩm Ly đó. Thì có vẻ như nó ăn và ảnh cứ theo cái đường đó, để người ta nghĩ tới ảnh là người ta sẽ nghĩ đến cái cổ trang. Tại vì ảnh cũng từng quảng cáo cho game cổ trang rồi các kiểu nữa. Nhưng mà em thì em không cảm thấy mới mẻ với lại cái hình ảnh đó nữa. Thật ra là đối với những cái tên như là anh Lam Trường, anh Đan Trường đó, mình không có nên đòi hỏi cái sự mới mẻ nữa. Cái mình... chữ mới mẻ trong trường hợp này nó không phù hợp nữa đúng không? Đúng rồi. Mình chỉ xét ở cái khía cạnh là cái bài này á, là nó nghe có dễ chịu hay không, rồi nó có ăn hay không, chủ yếu là ở trong cộng đồng fan của ảnh á, thì có thích cái kiểu này nữa hay không, dạng vậy đó. Em nghĩ là fan anh Đan Trường thì vẫn thích, nhưng mà với mình thì mình không còn cái gì để nhận xét nữa. Bởi vì nhạc thì vẫn vậy, mặt ảnh thì vẫn vậy, bao nhiêu năm tuy là mặt ảnh không già đi nhưng mà âm nhạc của ảnh thì cũng không trẻ lên được miếng nào nữa. Thì nó sẽ dẫm chân tại chỗ luôn phải không? Cái bài này á thì sáng tác theo kiểu cổ trang mà lai lai nhạc hoa ngày xưa đó, nhạc kiếm hiệp á, nói chung là phong cách kiếm hiệp rồi nhạc kiếm hiệp luôn. Và cái cách hát của ảnh cũng y vậy luôn, tức là không bao giờ thay đổi luôn, cái cách xử lý nó y chang như thế. Cho nên nếu mà chúng ta yêu thích một anh Bo như thế thì có lẽ là chúng ta nghe bài hát này cũng được. Còn nếu mà chúng ta có một cái sự thay đổi trong cái gu thưởng thức âm nhạc, đặc biệt là nhạc trẻ bây giờ, thì Kim Thanh e rằng là sẽ hơi khó tiếp cận cái bài này và thấy nó hấp dẫn.